Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ sáu ngày 27/11/2020. Kính mời các bạn xem bản tin 55 tiến sĩ dùng bằng giả của Đại học Đông Đô là những ai. Bộ Công an Việt Nam hôm 25 tháng 11 đã xác định trong số 193 người được Đại học Đông Đô cấp bằng giả có 55 trường hợp sử dụng bằng giả để bảo vệ luận án tiến sĩ. Tuy nhiên, 55 vị tiến sĩ giả này hiện đang được giữ bí mật danh tính, khiến dư luận hết sức bất bình. Đây là hình ảnh một bằng tốt nghiệp Đại học Đông Đô Hà Nội cấp năm 2019. Được biết, có nhiều vị tiến sĩ dùng bằng đại học giả này là cán bộ công chức. Có lẽ đây cũng là lý do tế nhị mà báo chí và cơ quan điều tra muốn giấu kín giữ tên tuổi và chức vụ của họ. Truyền thông đang đặt nghi vấn liệu một số đơn vị của Bộ Giáo dục và Đào tạo có tiếp tay cho Đại học Đông Đô trong việc cấp bằng giả hay không. Sau khi bộ thông báo tuyển sinh được hợp thức hóa trên cổng tuyển sinh của Bộ, trong suốt thời gian từ năm 2015 đến 2017, Đại học Đông Đô đã tuyển sinh hàng chục ngàn học viên và cấp 626 bằng cử nhân ngôn ngữ tiếng Anh. Tuy vậy, cơ quan điều tra chỉ tìm được có 217 cá nhân có thông tin để xác minh mà thôi. Trong số này, có 193 người được Đại học Đông Đô cấp bằng không có tuyển sinh hoặc không đủ điều kiện nhưng vẫn được cấp. Toàn bộ bằng giả do ông Dương Văn Hòa, nguyên hiệu trưởng đã ký theo chỉ đạo của ông Trần Khắc Hùng, cựu chủ tịch hội đồng quản trị nhà trường, đang bị truy nã. Tuy nhiên, cũng theo kết luận điều tra của Bộ Công an, thì trong số 193 bằng giả chỉ có thông tin về trường Đại học Đông Đô thu tiền của 161 trường hợp với tổng số là 2,5 tỷ đồng. Đây là hình ảnh tuy không công khai danh tính nhưng báo chí Việt Nam cũng tiết lộ có khá nhiều cán bộ công chức đã mua bằng giả ở Đại học Đông Đô. Như vậy, ngoài 217 người đã được làm rõ, vẫn còn 409 cá nhân đang có bằng cử nhân được làm giả hoặc không có giá trị của trường Đại học Đông Đô. Những người này hiện không thể xác định là ai, đang làm việc ở đâu, sử dụng bằng này hay chưa. Điều này có thể dẫn đến hệ lụy các tấm bằng không có giá trị nêu trên được chủ nhân sử dụng vào các mục đích khác nhau mà không bị phát hiện. Đáng chú ý, để cấp bằng giả, hiệu trưởng Trần Khắc Hùng đã giao cho Trần Kim Oanh và Lê Ngọc Hà là hai cựu phó hiệu trưởng chỉ đạo cấp dưới tiếp nhận hồ sơ học viên, không tổ chức thi đầu vào, không đào tạo theo chương trình, đồng thời hướng dẫn học viên hợp thức hóa các bài thi bằng cách phát đề thi và đáp án rồi chép lại. Cá biệt có trường hợp không phải hợp thức hóa bài thi. Điều này đồng nghĩa với cái việc cá nhân được cấp bằng giả của trường Đại học Đông Đô biết rất rõ bản thân họ không đủ điều kiện để cấp bằng nhưng vẫn đồng ý phối hợp với nhà trường để sử dụng các thủ đoạn nêu trên hợp thức hóa bài thi. Trong số 193 bằng giả được cấp, có 60 người sử dụng bằng giả này và trong đó có 55 người đã sử dụng bằng giả để nộp hồ sơ xét tuyển, nghiên cứu sinh hoặc bảo vệ luận án tiến sĩ. Một trường hợp thi nâng hạng ngạch thanh tra viên, một trường hợp thi công chức và hai trường hợp khai vào hồ sơ cán bộ và một trường hợp nộp hồ sơ xét tuyển thạc sĩ. Hiện nay, 55 vị tiến sĩ dùng bằng đại học giả này vẫn được giữ bí mật danh tính, trong khi dư luận đòi hỏi được công khai tên tuổi, chức vụ cũng như việc xử lý cụ thể như thế nào. Tuy nhiên, chưa có nhà báo nào có thể tiếp cận và công bố thông tin này. Đây là hình ảnh các bị can Dương Văn Hòa, sinh năm 1983, hiệu trưởng, Trần Ngọc Quang, sinh năm 1962, phó hiệu trưởng phòng quản lý đào tạo và quản lý sinh viên, Phạm Vân Thùy, sinh năm 1981, cán bộ đào tạo. Bình luận về sự việc này, nhà báo Nguyễn Tiến Tường viết trên trang Facebook cá nhân của mình như sau: quý vị mua dâm người mẫu được bí mật danh tính, con cái quý vị hối lộ nâng điểm được bảo vệ danh tính, quý vị leo lên máy bay nguyên thủ đi ké sang Hàn Quốc cũng không bị lộ danh tính. Rồi bây giờ quý vị có dùng bằng giả của Đại học Đông Đô để làm tiến sĩ, quý vị cũng không bị công khai danh tính. Và những việc như vậy là không thể chấp nhận được. Nhà báo Nguyễn Tiến Tường đã nêu thái độ như vậy. Cơ quan công an đã kiến nghị các cơ quan chủ quản xử lý cán bộ theo quy định đối với 58 người, hai trường hợp còn lại, một người đã chết, một người còn lại xin thôi không học thạc sĩ trước khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án nên không kiến nghị xử lý. Và dấu hỏi danh tính 55 người dùng bằng giả Đại học Đông Đô để làm bảo vệ luận án tiến sĩ là ai? Đây là hình ảnh cơ sở chính của trường Đại học Đông Đô ở Hà Nội. Nhiều người cho rằng phải công khai danh tính 55 người đã dùng bằng giả của Đại học Đông Đô để xem xét hiện nay họ công tác ở đâu, đảm nhiệm vị trí gì. Một giảng viên đại học nêu ý kiến như sau: tôi không thể tưởng tượng được khi đọc thông tin có đến 55 người dùng bằng giả cho việc xét tuyển nghiên cứu sinh hoặc bảo vệ luận án tiến sĩ.
Bằng giả tức là bằng không có giá trị, không qua học tập mà có. Cũng có thể có những người này không biết lấy một chữ tiếng Anh nhưng dùng tiền để mua bằng để vượt qua tiêu chuẩn về tiếng Anh nhằm mục đích phục vụ cho làm nghiên cứu sinh và tiến sĩ. Và thử hỏi một nhà khoa học nhưng đến tiêu chuẩn ngôn ngữ cũng không có, chưa nói đến việc đạo đức của người làm nghiên cứu cũng không có, thì họ có xứng đáng với hai từ tiến sĩ hay không? Tôi đề nghị phải công khai danh tính của những người này để dư luận biết, để thấy có những con người dối trá trong làm khoa học như thế nào. Nghiên cứu sinh và tiến sĩ mà trắng trợn mua bằng, làm giả chứng chỉ để lừa lọc thì không có đủ tư cách. Và không có lòng trung thực mà lại tham gia vào nghiên cứu khoa học để trở thành tiến sĩ rồi từng bước leo lên cao, tiến xa trên con đường quan trường thì thực sự những con người ấy sẽ gây nguy hiểm cho xã hội. Đây là hình ảnh ông Bùi Văn Cường, bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk vẫn tái đắc cử với 100% phiếu bầu mặc dù bị tố cáo tới 70% nội dung luận án tiến sĩ là sao chép. Phải công khai danh tính của 55 cán bộ đã mua bằng giả, xem hiện nay họ đang công tác ở đơn vị nào, đảm nhận vị trí gì, nếu cần thiết thì đề nghị xử lý kỷ luật và xử lý hình sự về tội mua bán bằng giả. Phải mạnh tay để làm tấm gương cho những tiến sĩ dởm có ý định mua bán bằng với mục đích làm đẹp hồ sơ, tiến thân, và làm sao có thể chấp nhận những kẻ dùng tiền để mua tri thức, sau đó lại xếp ngang hàng với những tri thức thực thụ đổ mồ hôi, công sức trên giảng đường trong các trung tâm nghiên cứu được. Nếu không xử lý mạnh tay để họ len lỏi vào đội ngũ tiến sĩ thật thì sẽ là xúc phạm với đội ngũ nghiên cứu khoa học nước nhà. Một nhà nghiên cứu toán của Đại học Sư phạm Hà Nội đã nói như vậy. Tiến sĩ Lê Viết Khuyến, Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam cho rằng, về trường hợp 55 người sử dụng văn bằng hai ngôn ngữ tiếng Anh của Đại học Đông Đô để tham gia thi tuyển hoặc làm điều kiện bảo vệ luận án tiến sĩ, cần xác định rõ những người này vô tình hay cố ý đã sử dụng bằng giả. Nếu vô tình thì trách nhiệm sẽ nhẹ nhàng hơn, còn nếu là cố tình gian lận thì chắc chắn phải xử lý nghiêm, thậm chí là tội hình sự mua bán bằng giả mới đủ gian đe. Tuy nhiên, dù là vô tình hay cố ý thì việc sử dụng bằng giả ngôn ngữ tiếng Anh để thi tuyển, tức là làm điều kiện để bảo vệ luận án tiến sĩ, thì các trường đều phải vô hiệu hóa giá trị của tấm bằng này ngay lập tức. Đây là hình ảnh cơ quan công an đến làm việc với các cán bộ nhà trường. Đồng thời, các trường cũng nên rà soát lại toàn bộ các học viên, thạc sĩ, nghiên cứu sinh, tiến sĩ của trường đã và đang đào tạo để phát hiện thêm các trường hợp sử dụng văn bằng 2 của ngôn ngữ tiếng Anh của Đại học Đông Đô. Về tư cách của các nghiên cứu sinh, tiến sĩ sử dụng văn bằng 2 ngôn ngữ tiếng Anh giả, tiến sĩ Lê Viết Khuyến đề nghị hủy bỏ kết quả học và thi cử của các cá nhân này, kể cả những người đã được các trường cấp bằng tiến sĩ, vì gian lận không những là điều tối kỵ, trái đạo đức người làm nghiên cứu, mà nó còn vi phạm cả tội hình sự, cần phải xử lý theo pháp luật. Theo luật sư Tạ Hồng Thái, đoàn luật sư thành phố Hà Nội, để xử lý 55 trường hợp sử dụng văn bằng hai ngôn ngữ Anh giả tham gia thi tuyển, làm điều kiện bảo vệ luận án tiến sĩ, cơ quan công an điều tra phải xác định rõ ràng và có đầy đủ bằng chứng chứng minh 55 người này cố tình mua bán bằng giả. Như những thông tin được công bố, có thể những người này không biết Đại học Đông Đô cấp bằng chui và họ vẫn đi được đầy đủ và làm bài kiểm tra bình thường. Đây là điểm cần làm rõ, luật sư Thái cho biết thêm. Tuy nhiên, trên thực tế, không khó để chứng minh 55 người này cố tình gian lận trong việc đào tạo văn bằng hai ngôn ngữ tiếng Anh, bởi hầu hết văn bằng này đều được trường tổ chức học và thi theo dạng chép bài, làm cho có, tất cả đều sẽ vượt qua. Luật sư Thái nhấn mạnh, những văn bằng chứng chỉ do Đại học Đông Đô cấp không đạt yêu cầu cần thu hồi ngay lập tức. Trên quan điểm cá nhân, luật sư Thái cho rằng với những người sử dụng bằng giả để làm nghiên cứu sinh là điều kiện để bảo vệ xin cấp bằng tiến sĩ thì đồng nghĩa họ không đủ điều kiện đầu vào hoặc đầu ra của đào tạo trình độ chiến sĩ. Do đó, cần xem xét kiểm điểm tư cách của những người này. Nếu mạnh tay thì các trường có thể thu hồi quyết định trúng tuyển nghiên cứu sinh hoặc bằng tiến sĩ đó. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ 6 ngày 27 tháng 11 năm 2020 với bản tin 55 tiến sĩ dùng bằng giả của Đại học Đông Đô là những ai. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.